Xin chào quý vị và các bạn đang đến với những thông tin liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq. Trận đấu nằm trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Như vậy là hôm 16 vừa qua thì đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Philippines tại lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026. Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi bởi do công của Văn Toàn và Đình Bắc. Theo tính toán của trang Football Ranking thì dựa trên các kết tín điểm trên bảng xếp hạng của FIFA, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Philippines được cộng thêm 9,21 điểm. Qua đó thì chúng ta đã tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA thế giới. Vào ngày 21 tháng 11 thì đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng 15,12 điểm nếu như giành chiến thắng, cộng 2,6 điểm nếu như hòa và bị trừ 9,88 điểm trong trường hợp chúng ta nhận thất bại. Do đó thì giành tròn 3 điểm ở trận đấu này có thể giúp cho đội tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ hơn trên bảng xếp hạng của FIFA. Như đã cập nhật trước đó thì quý vị và các bạn cũng đã biết đội tuyển Iraq được đánh giá là đối thủ mạnh nhất của bảng F. Một kết quả tốt trước đội bóng này sẽ giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Rocher nắm ưu thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Nói một chút liên quan đến đối thủ Iraq, theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Iraq có thể thấy đội bóng Tây Á có khá nhiều điểm mạnh, thể hình và thể lực của Iraq đều vượt trội so với Indonesia lẫn Việt Nam. Kỹ thuật cá nhân và khả năng tổ chức lối chơi của Iraq cũng được đánh giá khá cao. Đội tuyển Iraq tổ chức tấn công rất đa dạng và không ưu tiên cho bất kỳ một phương án tiếp cận khung thành nào. Thỉnh thoảng thì chọn phương án tạt cánh và đánh đầu, nhưng các tuyển thủ của Iraq cũng rất thích phối hợp trung lộ. Đặc biệt hơn cả là Iraq lại có nhiều cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá tạo cơ hội cho đồng đội. Điều này thực sự khiến cho cổ động viên Việt Nam lo lắng bởi hàng thủ của huấn luyện viên Philippe Rocher không thực sự quá chắc chắn, đặc biệt là trong trận đấu vừa qua. Nhưng mọi thứ có thể sẽ thay đổi nếu như ông thầy người Pháp đưa trở lại đội hình xuất phát những cử bi như là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng kết hợp với Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình. Trước đội tuyển Iraq thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ như Indonesia là chịu lép vế về khả năng tranh chấp, nhưng các tiền vệ của Việt Nam có thể bù đắp bằng khả năng kỹ thuật và sự nhanh nhẹn. Vấn đề là phải bổ sung thể lực hợp lý để không bị đuối khi trận đấu trôi về ở những phút cuối cùng. Tuy mạnh nhưng đội tuyển Iraq cũng có những điểm yếu. Hàng thủ của đội tuyển Iraq hơi vụng về, chậm chạp và thi đấu thiếu tập trung, do đó thì họ rất ngại phải đối mặt với những cầu thủ có tốc độ và đi bóng lắt léo. Bàn thua của Iraq trước Indonesia cũng xuất phát từ một pha phối hợp rất nhanh bên phía cánh trái của Indonesia. Đây có thể là gợi ý cho huấn luyện viên trưởng Philippe Rocher của đội tuyển Việt Nam có thể dẫn dắt và có thể đưa những cầu thủ tốc độ như là Văn Toàn, Hoàng Đức hay là Tuấn Hải có thể xuyên phá được hàng phòng ngự của đội tuyển Iraq. Có một điều mà người hâm mộ của Việt Nam đang rất quan tâm vào lúc này thì theo dõi trận đấu này tại đâu thì chúng tôi cũng xin phép được cập nhật là trận đấu này sẽ được trực tiếp tại FPT Play và kênh YouTube FPT. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi. Sau tất cả, quý vị hãy dự đoán tỷ số chung cuộc trận đấu này ở dưới mục bình luận. Nhớ lại đăng ký kênh để luôn cập nhật bóng đá Việt Nam mỗi ngày tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.